Phần trước thì chúng ta đã biết rằng là bắt được tên sát nhân Mạc Khải, liệu rằng hắn có phải là con quỷ hút máu? Và chẳng nhẽ là cái câu chuyện này lại có kết thúc đơn giản như vậy? Hãy cùng với nó xem tiếp nhé. Đề thi đẫm máu, tập 5, cố để quên. Thái Vĩ thì vô cùng là bận rộn, phải mãi đến hơn 10 giờ tối anh mới đưa được Phương Mộc về. Trên đường đi thì anh nói với Phương Mộc biết phòng kỹ thuật đã xác định dấu vân tay của Mã Khải hoàn toàn phù hợp với dấu vân tay hiện trường các vụ án. Mặc dù Mã Khải thì vẫn chưa chịu mở miệng nói, nhưng việc khởi tố hắn thật quả đơn giản thôi. Phương Mộc không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa xe. Cậu về nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa tôi sẽ tới tìm cậu. Thái Vĩ chú ý thấy ánh mắt mệt mỏi dã rời của Phương Mộc. Đến cổng trường, Phương Mộc xuống xe. Sau khi mà chào Thái Vĩ, quay người định bước đi, Thái Vĩ ồ lên một tiếng. Phương Mộc thì quay đầu lại. Thái Vĩ thò đầu ra ngoài cửa bùng lái, khuỷu tay kê lên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm Phương Mộc mấy giây rồi mỉm cười. Nhóc con, cậu giỏi lắm. Phương Mộc cười, vẫy vẫy tay rồi quay người bước đi. Lúc này thì đã gần nửa đêm, hầu hết các khu ký túc xá đều chìm vào bóng đêm dày đặc. Đèn điện lác đác soi sáng sân trường. Phía trước một vòng ánh sáng vàng, có thể nhìn thấy những con côn trùng nhỏ đang bay lượn dưới bóng đèn. Phương Mộc bước chậm rãi, nhẹ nhàng không tạo ra chút tiếng động. Như thể là âm hồn du ngoạn giữa đêm khuya thành vắng vậy. Ngẩng đầu lên, có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm xanh thẫm. Lồng ngực hít thở bầu không khí trong lành hơi se lạnh. Có một cái kiểu truyền miệng rất là lãng mạn. Con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời, có thể soi sáng cho người thân và cũng soi sáng cho cả kẻ thù nữa. Các bạn có thể yên nghỉ được rồi. Phòng 313 đã tắt đèn, Phương Mộc lấy chìa khóa cắm vào ổ, phát hiện ra cửa thì bị khóa trái. Bên trong phát ra hàng loạt cái thanh âm sột soạt. Có người run rẩy cất tiếng hỏi: "Ai?" "Tới đây, Phương Mộc." "Ồ." Đỗ Ninh thở phào nhẹ nhõm. "Cậu đợi chút." Có giọng nữ thì thầm, oán trách không tìm thấy áo con. Phương Mộc thì mỉm cười, dựa lưng vào bức tường đối diện, châm một điếu thuốc. Dọc hành lang tối đen như mực, chỉ có một bóng đèn nhỏ 15W soi sáng ở bậc cầu thang. Đèn của nhà vệ sinh chắc lại hỏng mất rồi. Từ ngoài cửa nhìn vào trong, một cái màn đêm đèn kịt, giống như cái miệng đang há rộng ngoác. Có người thì đang nói mê, có người đang nghiến răng. Tầng trên hình như có người đang đi dép, bước đi rất là nhẹ nhàng. Phương Mộc bỗng cảm thấy trán đầm đìa mồ hôi, đôi môi đang ngậm điếu thuốc cũng chợt run rẩy. Cậu sợ hãi nhìn sang hai bên. Hai đầu hành lang, từng căn phòng cửa khóa chặt, yên ắng, nhưng lại như thể đang có một cái âm mưu gì đó. Phương Mộc bất giác đi về phía bên kia hành lang. Các cánh cửa hai bên dần dần lùi lại về phía sau. Phương Mộc nhìn chằm chằm phía trước, trong cái đám đèn kịt đó đang ẩn chứa điều gì. Cậu không dám nhìn xung quanh. Từng cánh cửa rất là bình thường này trong đêm khuya dường như là đều có sinh mệnh. Đang cười thầm, tiễn chân con người đang run rẩy độc hành, tiến từng bước vào số phận khó lường. Trong bọn chúng, dường như là có một cánh cửa có thể bật mở, đẩy cậu vào con đường đầy cám dỗ và cũng đầy hiểm nguy. Cậu bỗng ngửi thấy mùi khét. Phương Mộc gần như suýt hét lên. Cánh cửa hai bên hành lang chợt bốc cháy. Một cái bóng người mờ nhạt thấp thoáng xuất hiện giữa đám lửa cháy hừng hực. Phương Mộc thò tay vào cặp sách, vừa lùi lại vừa hoảng loạn lục tìm con dao găm. Khi mà cậu cuối cùng cũng nắm được cái cán dao sần sùi, trong lòng lại càng căng thẳng hơn nữa. Cái bóng người mờ nhạt đó đang từ từ tiến về phía cậu. Phương Mộc thì chợt nhận ra anh ta là ai. "Không, đừng." Đúng lúc này, một cánh cửa phía sau lưng Phương Mộc mở ra, vang lên tiếng cót két. Một anh chàng cao to đang mơ màng dụi dụi mắt, nhìn thấy Phương Mộc giật nảy mình. "Cậu đang làm cái quái gì thế?" Phương Mộc nhận ra cậu ta là Liêu Kiện Quân, học chuyên ngành luật hình sự. Cậu dường như chuẩn bị hét lên: "Chạy mau!" Nhưng hai từ này vẫn chặn ngang giữa cổ họng.
ngọn lửa và cái luồng khói mù mịt hành lang bỗng vụt tắt. Phía đầu bên kia vẫn là một cái khối đen đặc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không, không có gì. Phương Mộc từ từ rút tay ra khỏi cặp sách. Lưu Kiện Quân nhíu mày nhìn cậu, hừ mũi một tiếng, quay người bước lao đảo về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng 313 cũng lặng lẽ mở ra. Đỗ Ninh thò đầu ra, nhìn về hướng nhà vệ sinh rồi quay đầu lại, thì thầm một câu, rồi nhìn thấy Trần Giao tóc thả bung, chạy thật là nhanh ra ngoài. Xin lỗi. Sau khi mà đã ngồi yên vị trên giường thở hổn hển một lúc, Phương Mộc ngẩng đầu lên nói với Đỗ Ninh. Cậu nhóc này, tớ cứ tưởng là cậu không về cơ chứ. Đỗ Ninh gãi gãi đầu nói. Tớ cứ tưởng là bảo vệ, sợ quá, suýt chút nữa là bị liệt dương mất. Phương Mộc cười đầy mệt mỏi. Cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại tệ đến như vậy? Không sao, Phương Mộc lắc đầu đáp. Cậu ngủ đi, làm phiền chuyện vui của cậu, thành thật xin lỗi vậy. Đỗ Ninh ngượng ngùng ừ một tiếng, lên giường đắp chăn, chẳng bao lâu thì đã phát ra hơi thở đều đều. Phương Mộc tắt đèn, ngồi lặng yên trong bóng tối hồi lâu, chờ cho hơi thở hoàn toàn bình thường trở lại, mới cởi quần áo, chui vào trong chăn. Họ lại đến nữa. Rồi bọn họ vẫn đứng yên lặng phía đầu giường, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai từ phía sau. Thực ra cậu cũng giống tôi mà thôi. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó chính là Ngô Hàm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Không, tôi không hề giống cậu. Lời bình của mình một chút nhá. Hình như là chúng ta đã bỏ lỡ một cái điều gì đó ở đây rồi. Chuyện của lối mễ ấy, mình có đọc được một bình luận của các bạn là có một cái phần chuyện trước nữa cơ. Phần này là diễn biến tiếp theo của phần chuyện đấy, nhưng mà lại là một trong những vụ án hoàn toàn khác. Nên là có một số cái đoạn ấy, xảy ra Phương Mộc chúng ta sẽ méo hiểu kiểu gì, và chúng ta không hiểu nó đang mô tả cái gì, vì đơn giản là chúng ta đã hoàn toàn bỏ mất đi cái chuyện trước mất rồi. Nhưng mà vẫn rất là hấp dẫn và đáng để đọc đúng không? Cùng mình đọc tiếp nhá. Ngày thứ tư sau khi mà quy án, cuối cùng Mã Khải cũng mở miệng, vui vẻ thừa nhận cả 4 vụ án giết người đều do anh ta gây ra. Nhưng anh ta lại kiên quyết nhận định rằng anh ta giết người uống máu là để tự cứu mình, bởi vì anh ta, bố anh và anh trai anh ta đều bị bệnh thiếu máu trầm trọng. Cảnh sát thì đã đặc biệt mời bác sĩ làm xét nghiệm tổng thể cho anh ta. Kết quả chứng minh huyết thương của hắn hoàn toàn bình thường. Sự thực thì đã quá rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, nên Sở Công an thành phố quyết định nhanh chóng giao cho Viện Kiểm soát. Thái Vĩ gọi điện nói sơ qua tình hình vụ án với Phương Mộc. Phương Mộc thì đưa ra yêu cầu muốn được gặp mặt nói chuyện một lần với Mã Khải. Thái Vĩ hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cuộc gặp mặt trò chuyện được bố trí trong một phòng khách của trại tạm giam. Thái Vĩ muốn đi cùng với Phương Mộc, nhưng Phương Mộc lại kiên quyết muốn được nói chuyện riêng với Mã Khải. Thái Vĩ thì không thuyết phục được cậu, cũng đành phải đồng ý. Khi mà đưa Phương Mộc vào phòng, Thái Vĩ liên tục nhắc nhở Phương Mộc phải hết sức là cẩn trọng. Trại tạm giam thì đã bố trí cho hắn một phòng gian đơn, có biết tại sao hay không? Ngay cái đêm đầu tiên vào đây, hắn đã tấn công những phạm nhân khác, cắn chặt vào cổ họng người ta và không chịu nhả ra. Chẳng còn cách nào khác, đành phải bố trí cho hắn một phòng giam đơn. Trong phòng khách thì chỉ có một chiếc bàn và 2 cái ghế đều bị đóng cố định xuống nền. Xung quanh không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt. Thái Vĩ chỉ vào nút màu đỏ trên cánh cửa sắt và nói: chúng tôi ở ngay bên cạnh, khi nào mà nói chuyện xong, cậu hãy ấn cái nút này, chúng tôi sẽ đưa cậu ra. Anh dừng một lát. Nếu mà gặp nguy hiểm, cũng ấn nút này, đã hiểu hay chưa? Phương Mộc gật gật đầu. Thái Vĩ nhìn Phương Mộc một lượt. Còn nữa, cậu không đem theo vũ khí vào chứ? Phương Mộc nghĩ một lát, lấy từ trong cặp sách ra con dao găm rồi đưa Thái Vĩ. Cậu đem theo cái thứ này làm gì? Thái Vĩ cầm lấy con dao, nhíu mày nói: tạm thời tịch thu, khi nào xong việc sẽ trả lại cho cậu. Anh giơ một ngón tay lên, nét mặt tỏ vẻ đầy uy hiếp và nói: theo lý mà nói, con dao này không được tùy tiện cất giữ, cậu hiểu chưa? Phương Mộc thì cười và cũng không nói gì. Thái Vĩ nhét con dao vào trong túi áo khoác.
cậu ngồi đợi một lát, tôi đưa phạm nhân ra. Mấy phút sau thì bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu chói tai của còng sắt và xuống đất. Mã Khải bước đi khập khễnh, bị hai người giám thị nhà giam dẫn vào phòng khách. Hắn cúi gằm mặt, có thể nhìn thấy mấy cái vết thương trên đầu đã bị cạo trọc. Giám thị nhà giam ấn hắn xuống chiếc ghế đối diện với Phương Mộc, đang định còng tay hắn vào bàn. Phương Mộc thì đã nói: "Đừng còng anh ta." "Không được," Thái Vĩ từ chối thẳng thừng. Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra chỗ khác rồi nói nhỏ: "Tôi muốn anh ta được hoàn toàn thoải mái, như vậy thì mới có thể có được thứ tôi cần." Tư liệu hiện có thì cho thấy, mặc dù Mã Khải mồ côi mẹ từ nhỏ, nhưng mà trước khi 26 tuổi, anh ta vẫn là một cậu con trai trưởng thành hoàn toàn bình thường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, được vào thẳng đại học. Trong thời gian học đại học, chỉ có một lần thi trượt. Ngoài ra thì không gặp bất cứ trở ngại khó khăn gì hết. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc tại một công ty nhỏ. Bình thường thì dù ít giao tiếp với mọi người, nhưng mà cũng không hề biểu hiện ra những cái triệu chứng hoảng loạn tâm thần. Đã từng yêu một lần, sau đó thì tự chia tay. Nếu như mà nói Mã Khải vẫn luôn tiến bước theo một quỹ đạo cố định trên một con đường đời bình thường và bằng phẳng, vậy thì sau khi anh ta 26 tuổi, chắc chắn là đã phải xảy ra một cái việc gì đó khác thường. Hơn nữa vì thế thay đổi cả cuộc đời anh ta, cũng khiến cho ba mạng người bị chết oan. Điều mà Phương Mộc muốn tìm hiểu chính là những cái sự việc xảy ra trong 2 năm trở lại đây. Và đó thì cũng chính là đáp án của câu đố trong tất cả các vụ án. "Không được, không được. Hắn rất là nguy hiểm. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu." Tôi sẽ không sao đâu. Nếu mà có việc gì thì tôi sẽ ấn nút." Thái Vĩ nhìn Phương Mộc do dự trong giây lát, rồi ra hiệu cho hai người giám thị trại giam không cần còng tay Mã Khải. Sau đó anh bước đến trước mặt Mã Khải, nghiêm giọng nói: "Mày cẩn thận đấy, đã nghe thấy chưa?" Chờ cho Thái Vĩ và hai giám thị trại giam đi ra khỏi cánh cửa sắt, Phương Mộc mới ngồi lại xuống ghế bên cạnh chiếc bàn. Cậu mở cuốn sổ tay, ấn nút ghi âm trên máy ghi âm. "Anh tên là Mã Khải. Chào anh, tôi là người của Sở Khoa học Hành vi Đô thị." Phương Mộc bịa ra ngay một nghề nghiệp mới. Đối phương thì không hề phản ứng, vẫn cúi đầu. "Anh có nghe thấy tôi nói hay không? Mã Khải, anh hãy ngẩng đầu lên." Phương Mộc cất cao giọng, đồng thời cũng cố gắng giữ cho giọng nói của mình được hòa nhã. Mã Khải từ từ ngẩng đầu, Phương Mộc ngừng thở. Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ? Dưới cái ánh đèn trắng sáng chói mắt, đôi mắt của Mã Khải trắng dã, như thể là không có đồng tử vậy. Giống hệt như hai tấm bia mộ khắc ở trên mặt, không thấy một chút sinh khí. Khu nghĩa trang tĩnh mịch bị bao phủ bởi màn sương khói, những cành cây khô đung đưa theo gió. Phía xa thì thấp thoáng ẩn hiện những viên ngói vỡ. Bỗng chốc, Phương Mộc như thể chìm đắm vào cõi mơ, không thể nào thoát ra được. Bên tai còn vang vọng tiếng trống đám ma và tiếng quạ kêu già diết. Phương Mộc nhìn thẳng vào anh ta mấy giây, cho đến khi anh ta cúi đầu xuống, Phương Mộc mới từ từ thở phào đầy nhẹ nhõm. "Hôm nay tôi đến..." Phương Mộc cố gắng hết sức để giọng nói của mình thật là bình tĩnh. "Là bởi vì rất hứng thú đối với anh. Nếu mà anh không phiền, tôi muốn trò chuyện với anh về tất cả những gì anh đã làm." Mã Khải thì vẫn không lên tiếng, đôi tay kẹp vào giữa đùi. Phương Mộc chú ý thấy anh ta đang lắc lư thân người rất là nhẹ, nhưng theo một cái tiết tấu nhất định. "Anh đã nhận được cái nền giáo dục rất là cao, có lẽ anh cũng hiểu. Ý kiến của một mình tôi sẽ không có gì, không có bất cứ cái gì ảnh hưởng tới phán quyết của tòa án." Phương Mộc từ tốn nói. "Nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong lòng anh có nỗi khổ tâm mà không ai thấu hiểu. Nếu mà anh không muốn nỗi khổ tâm này dày vò mình đến chết, nếu mà anh muốn những người hiểu nhầm anh biết được chân tướng sự thực, vậy thì xin anh hãy tin tưởng tôi, hãy nói cho tôi biết." Mã Khải thì dường như là vẫn không bị lay động. Mấy giây sau, anh ta lại ngẩng đầu. "Mọi người đều cho rằng tôi là một con ác quỷ giết người, có phải không?" Phương Mộc gật đầu. Mã Khải thì cười thê lương, lắc lắc đầu. "Các người không hề biết rằng tôi không hề muốn giết người." "Tại sao lại nói vậy chứ?"
Mã Khải không lên tiếng, ngẩn người nhìn bức tường trắng phía sau lưng Phương Mộc. Thân người thì lại bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Phương Mộc nghĩ trong giây lát, lấy ra một hộp thuốc, rồi lại rút ra một điếu thuốc, đưa cho anh ta. Anh có muốn hút hay không? Mã Khải ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang giơ ra trước mắt, chậm chậm lắc đầu, và trong ánh mắt thì thoáng vụt qua sự khinh mạn. Phương Mộc tự châm cho mình điếu thuốc, hút lấy hút để mấy hơi liền, làn khói thuốc bay lên lan tỏa. Phương Mộc có thể cảm nhận thấy cái ánh mắt của Mã Khải di chuyển theo làn khói thuốc, cuối cùng dừng lại điếu thuốc ở trên miệng cậu. Hút thuốc có hại sức khỏe, anh ta chợt lên tiếng. Ồ, vậy thì anh cảm thấy tình hình sức khỏe của mình thế nào? Phương Mộc lập tức tóm lấy chủ đề này. Mã Khải nhìn Phương Mộc mấy giây, lắc đầu. Không tốt. Không tốt ở đâu chứ? Cơ mặt Mã Khải giật giật mấy cái, anh ta không nhìn Phương Mộc, khẽ nói. Tôi mắc bệnh thiếu máu trầm trọng đấy. Nhưng bác sĩ thì đã làm xét nghiệm tổng thể cho anh, huyết tương của anh hoàn toàn bình thường. Bọn chúng thì biết cái gì cơ chứ? Giọng nói của Mã Khải bỗng chốc cao vút, ngồi thẳng người, tay cũng rút mạnh ra khỏi giữa hai chân. Bệnh của tôi hiểu rõ nhất. Bố tôi bị chết vì bệnh thiếu máu bất sản. Anh trai tôi cũng vậy. Tôi sớm muộn gì thì cũng sẽ khô kiệt máu và chết, giống như một cái xác ướp vậy. Tôi biết mà. Anh không tin vào chẩn đoán của bác sĩ. Bọn chúng đều là những kẻ lừa đảo. Chúng đều mong tôi chết. Chúng không chịu giúp tôi. Tôi đưa tiền cho chúng để chúng chuyển máu cho tôi. Thế mà chúng lại nói không được. Lý nào lại vậy? Sao mà lại không được? Bố tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Tôi biết đó là vì máu đang cạn khô. Sau khi mà chuyển máu, bố tôi có thể đi lại được, có thể ăn cơm, có thể trò chuyện với tôi. Vậy tại sao lại không chuyển máu cho tôi chứ? Bọn chúng chỉ mong cho tôi chết. Tôi biết thế mà. Vậy thì anh phải làm sao chứ? Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ không giống như bố và anh trai mình, nằm chờ chết trên giường bệnh. Tôi sẽ không như vậy. Tôi phải tự cứu lấy mình. Cho nên anh đã uống máu. Đúng vậy. Tại sao lại chọn phụ nữ chứ? Bởi vì máu của phụ nữ sạch sẽ, mềm mại, dễ uống. Máu của đàn ông thì cứng và thô. Vậy à? Sao anh biết điều ấy? Tôi tự cảm thấy như vậy. Vậy sao lại là cô ta chứ? Mã Khải ngẩn người, gần như anh ta chưa giờ nghĩ vấn đề này. Nghĩ hồi lâu thì anh ta gãi gãi đầu. Không có gì. Đi trên đường, nhìn thấy cô ta, tôi liền đi theo. Thế anh có nghĩ là nhỡ may trong nhà của ta có người? Vậy thì tránh đi thôi. Tôi từng gặp một lần, chồng người phụ nữ đó ở nhà. May mà tôi chạy nhanh. Mã Khải há miệng, cười khà khà. Uống máu ư? Phương Mộc nhìn chăm chăm vào Mã Khải. Vậy có tác dụng không chứ? Nét mặt Mã Khải đột nhiên trở nên rất là trịnh trọng. Đương nhiên, tôi vẫn sống. Nếu không, tôi đã chết từ lâu mất rồi. Thế tại sao mà lại phải trộn máu lẫn với những thứ khác? Chỉ uống mỗi máu thôi, chẳng phải là càng hấp thu được nhiều hơn chứ? Không, tôi không phải là kẻ sát nhân điên cuồng biến thái. Tôi chỉ vì chữa bệnh cho mình. Ngoài ra, Mã Khải gãi gãi đầu. Mùi vị cái thứ đó cũng chẳng ra gì hết. Uống máu thì cứ uống máu, sao anh lại phải mổ bụng họ ra? Cắt động mạch chủ không phải càng dễ hơn sao? Anh không hiểu rồi. Mã Khải mỉm cười và lắc lắc đầu. Tôi thích cái cảm giác sạch một phát, máu phun trào, nhiều, quá nhiều, có cả bong bóng nữa. Nếu như máu của tôi cũng tuôn trào ra như vậy, bảo tôi đổi lấy cái gì cũng được. Mã Khải nhắm mắt, trên mặt như thể đang hồi tưởng lại cái cảm giác đầy mãn nguyện. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Đang tưởng tượng được bơi lội giữa một biển máu ba la. Hãy đến đây, tất cả là của người đấy. Nhiều bất tận. Hãy cúi xuống, uống cho no nê, không cần lau miệng.
không cần lo lắng bị cạn kiệt. Cứ vậy sống mãi, thật là tuyệt biết bao, cho dù là có bị nguyền rủa cả đời. Nói về lần đó đi, đứa bé gái đó... Đứa nào? Mã Khải thì tỏ vẻ băn khoăn. Đứa bé gái đã bị anh giết đấy. Phương Mộc chợt thấy buồn nôn. Mã Khải tính bơ tựa người vào ghế. Nói gì bây giờ chứ? Anh đã giết người phụ nữ đó, sao lại không uống máu cô ta mà lại chọn đứa bé gái? Cái con bé đó. Mã Khải chép chép miệng. Trông xinh lắm, cánh tay tròn lẳn, làn da mềm mại, chiếc cổ thì mảnh mai. Tôi mới chỉ chạm nhẹ, nó đã hôn mê mất rồi. Vậy sao lại giết nó? Lúc đó anh đã có máu để uống rồi cơ mà. Mã Khải khẽ cười. Người anh em, cho cậu một củ khoai tây và một quả anh đào. Cậu sẽ ăn thứ gì nào? Tay Phương Mộc nắm chặt lại. Khoai tây, anh đào, đó là hai con người đang sống đấy. Cậu nghĩ đến đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt của cô bé Đồng Huỷ. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, Phương Mộc cố gắng để giọng nói của mình vẫn bình thản. Sao lại đưa bé đi, uống luôn máu nó trong căn nhà đó cho xong, sao phải mạo hiểm đến như vậy? Anh có phải có vấn đề không đấy? Mã Khải nhíu mày nhìn Phương Mộc, như thể là trước mắt là một người không hiểu chút đạo lý gì vậy. Khung cảnh đó sao có thể để cho trẻ em nhìn thấy chứ? Nó hãy còn nhỏ như vậy. Dòng máu vừa mới khôi phục lại được tốc độ chảy bình thường, giờ lại như muốn phun trào trong huyết quản của Phương Mộc. Cậu kinh ngạc, phẫn uất nhìn Mã Khải. Còn Mã Khải lại đang nhìn Phương Mộc bằng một ánh mắt chê trách, như thể là đang giáo huấn một cậu thanh niên chưa thấu hiểu sự đời. Phải bình tĩnh, không được phá đi lòng tin vừa mới gây dựng được. Nói vậy, Phương Mộc miễn cưỡng để cho giọng nói của mình thật thoải mái. Anh vẫn rất là tôn trọng những người phụ nữ đó. Đương nhiên, Mã Khải nói trịnh trọng. Tôi nói rồi, tôi giết bọn họ thuần túy là bất đắc dĩ, không cần bắt họ phải chịu đựng sự dày vò không cần thiết. Vậy hút máu cô bé đó, anh có cảm giác thế nào chứ? Rất tuyệt, trong vắt, thuần khiết, tràn đầy sức sống. Đúng là trẻ em mà. Nét mặt của Mã Khải thì thể hiện sự mãn nguyện và nói tiếp. Tối hôm đó, ngủ một giấc thật là ngon mấy ngày liền. Tinh thần rất là dồi dào. Trẻ trung đúng là có khác. Cho nên anh đã bắt đầu lựa chọn những cô gái trẻ. Đúng vậy, Mã Khải thừa nhận hết sức là thoải mái. Máu của bọn họ tuyệt hơn. Phương Mộc nhìn sâu vào mắt anh ta. Cậu rất là muốn biết kẻ đang ngồi trước mặt đây có cảm giác thế nào khi mà trói cô gái tư kiệt đang kinh hoàng sợ hãi vào đầu giường. Vui mừng, mơ tưởng hay là hân hoan? Mã Khải nhận thấy nét mặt của Phương Mộc. Anh ta khẩn thiết nói. Anh cho rằng tôi chỉ nghĩ đến mình thôi sao? Như vậy tôi thì chịu đựng được thêm được mấy ngày đấy. Anh ta lại cúi đầu. Cũng có thể bớt làm hại mấy người đi mà. Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa. Khi mà thốt ra câu nói này, Phương Mộc cảm thấy một luồng khoái cảm như vừa trả được mối thâm thù. Không còn gì cần phải hỏi nữa, tiện thằng xuống địa ngục thôi. Phương Mộc bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, đeo cặp sách trên lưng. Phương Mộc chẳng buồn liếc nhìn Mã Khải lấy một cái, giơ tay ra ấn nút đỏ trên cánh cửa. Không có phản ứng gì. Khi Phương Mộc và Mã Khải trò chuyện với nhau, Thái Vĩ luôn đứng trong phòng giám sát bên cạnh, chú ý từng nhất cử nhất động trong phòng qua màn hình máy quay. Một giám thị trại giam tay cầm cốt cảnh sát, mắt thì cũng nhìn chăm chú màn hình, nhưng lòng lại hướng về phía phòng trực ban phía đối diện. Ở đó liên tục phát ra tiếng reo hò và tiếng mắng nhiếc của các đồng nghiệp. Đó là cúp bóng đá thế giới, đội Pháp đấu với đội Hàn Quốc. Kết quả đang là 2-2. Zidane đã bị thương, rời khỏi sân rồi. Chuông điện thoại di động của Thái Vĩ chợt vang lên. Alo, cảnh sát Thái phải không nào? Tôi là Tiểu Trần, đội cảnh sát khu Hồng Viên. Thái Vĩ đang định hỏi Tiểu Trần nào, trong điện thoại lại vang lên tiếng nói khẩn thiết. Cảnh sát Thái phải không? Tôi là Từ Liên Sinh đây. Thái Vĩ càng không hiểu nổi. Từ Liên Sinh là ai chứ? Cảm ơn anh,
anh đã cứu con gái tôi, cũng chính là cứu cả nhà tôi. Tôi cảm ơn anh rất là nhiều, cảnh sát Thái ạ. Giọng nói thì nức nghẹn. Thái Vĩ nhớ ra rồi, Từ Liên Sinh chính là bố cô gái Từ Kiệt vừa mới được giải cứu. Trong gần 10 phút tiếp theo, Thái Vĩ gắng hết sức mới thuyết phục được Từ Liên Sinh đừng đến sở công an tặng anh cờ đỏ. Tín hiệu chập chờn, Thái Vĩ đành phải bước ra ngoài hành lang mới nói chuyện xong. Cái ông này thật là phiền. Thái Vĩ vừa than vừa bước nhanh vào phòng giám sát. Khi mà đi qua phòng trực ban, nhìn thấy giám thị Trại Giang đang cầm côn cảnh sát, miệng há to, mắt nhìn chăm chăm màn hình. Trên màn hình thì Bắc Di Sông đang dẫn bóng khéo léo qua chân của Bulgari. Thái Vĩ lắc đầu bất lực, đẩy cửa bước vào phòng giám sát. Vừa mới nhìn lướt qua màn hình, lập tức đã hét lớn: "Người đâu? Mau mở cửa ra!" Phương Mộc nín thở, lại ấn thêm lần nữa nút đỏ, vẫn không có phản ứng. Cậu cảm thấy mồ hôi bỗng chốc đầm đìa trên trán. Có nên quay người lại? Sau lưng mình thì chính là con ác quỷ hút máu nguy hiểm nhất. Phương Mộc thì vẫn quyết định quay người lại, không thể để hắn nhận ra sự hoảng loạn của mình, nếu không sẽ bị rơi vào thế bị động. Chắc giám thị đi vệ sinh rồi. Phương Mộc cố tỏ ra thản nhiên quay trở lại ghế ngồi. Cậu điềm tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Mã Khải và vô cùng là kinh ngạc. Trong mắt của Mã Khải đã không còn là cái sự tin tưởng và tha thiết khi nãy nữa, mà thay vào đó là một sự thù hận sâu sắc. Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa. Mình đúng là ngốc, sao lại nói ra câu này cơ chứ? Buộc phải phân tán sự chú ý của hắn. Sao mà lại có vết thương ở trên đầu anh? Phương Mộc lấy hộp thuốc ra, rút một điếu để trên miệng, bật mấy lần thì mới châm được điếu thuốc. Mã Khải thì không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Phương Mộc. Phương Mộc chợt nhớ ra, ngay cái đêm đầu tiên vào trong trại tạm giam, Mã Khải đã tấn công những phạm nhân khác. Những cái vết thương này chắc là do giám thị trại giam và phạm nhân khác gây ra. Anh đã tấn công những người khác rồi. Mã Khải không lên tiếng, hơi thở thì bắt đầu trở nên dồn dập. Phương Mộc chú ý thấy sự thay đổi của anh ta, trong lòng vô cùng lo lắng, căng thẳng nhưng vẫn luôn miệng nói: "Sao? Uống máu của bọn họ? Không phải anh nói máu của đàn ông cứng và thô, không dễ uống cơ mà?" Khóe miệng của Mã Khải chợt lộ ra một nụ cười quái dị. Khi cần thiết thì cũng phải đành dùng tạm vậy. Ví dụ là anh chẳng hạn. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên đói khát cung cực, như là một con rơi đang nhìn thấy con mồi của mình. Đầu óc của Phương Mộc thì hoàn toàn là trống rỗng. Cậu cười khan mấy tiếng: "Anh nghĩ là tôi không mang thứ gì theo khi vào đây sao?" Mã Khải đang định đứng dậy, bỗng thoáng chút rào rỡ, nhưng hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. "Không thể nào, họ sẽ không cho anh mang vũ khí vào đây." "Vậy sao?" Phương Mộc cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng cũng vẫn không kìm được cái sự run rẩy. Mã Khải đứng dậy, giơ cánh tay khô gầy ra, tóm lấy cổ của Phương Mộc. Thần kinh Phương Mộc căng thẳng tột cùng, cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu hét lên một tiếng, ngã lăn từ trên ghế xuống, cuống cuồng bò dậy chạy đến phía bên kia bàn. Nhìn chằm chằm Mã Khải qua chiếc bàn. Hai người chạy vòng quanh chiếc bàn, giống như đang chơi trò diều hâu bắt gà con vậy. Mã Khải trợn trừng đôi mắt đỏ au, thở hồng hộc, miệng bắn ra nước bọt theo hơi thở. Mấy lần thì Mã Khải đã định treo lên bàn, đều bị Phương Mộc lấy cặp sách đánh lùi lại. Các đồ vật trong cặp sách rơi vùng vãi khắp phòng. "Cứu tôi với!" Phương Mộc thì muốn hét to, nhưng âm thanh lại bị tắc nghẹn trong cổ họng, không thể nào thốt ra nổi. Cuối cùng thì Mã Khải cũng đã mất đi sự kiên nhẫn, lại một lần nữa nhảy lên bàn. Phương Mộc lấy cặp sách ra sức đánh, nhưng mà do đồ đạc cặp gần như đã rời vãi hết, cặp trống không, mềm nhũn, đánh vào người Mã Khải cũng không chút tác dụng. Mã Khải thì lấy tay che mặt, lao về phía Phương Mộc. Phương Mộc lùi lại một bước, không ngờ dẫm vào chiếc bột bì, ngã nhào. Mã Khải nhân cơ hội đè lên người Phương Mộc, hai tay định túm chặt lấy cổ Phương Mộc. Phương Mộc vừa cố gắng ngăn cản hắn ta, vừa dồn hết sức vào chân phải, đạp hắn bật ra xa. Nhân cái lúc hắn đang lăn lộn rên rỉ, Phương Mộc bò dậy, chạy đến bên cánh cửa sắt, ra sức gõ cửa, kêu hét là cứu mạng.
Còn chưa kịp kêu thét được mấy tiếng, đã cảm nhận thấy Mã Khải từ phía sau túm chặt lấy cổ áo cậu, kéo cậu ngã xuống đất. Cuộc vật lộn dần co khi nãy đã rút hết sức lực của Phương Mộc. Cậu dãy giụa ngày càng yếu. Trong khi đó, Mã Khải gầy yếu đang thèm khát máu. Do sức mê hoặc của máu mà càng lúc lại càng trở nên điên cuồng hơn. Mình sắp không gắng gượng được nữa rồi. Phương Mộc thấy cái miệng đang há to của Mã Khải ngay căng gần mình, nhưng đầu tránh sang một bên theo bản năng. Không ngờ lại đổi lộ ra động mạch cổ của mình cho đối phương. Hơi thở dồn dập của Mã Khải bắn cả vào cổ Phương Mộc. Dường như có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn tột cùng khi một hàm răng nhọn hoắt cắm vào da thịt. Cứu tôi với! Rồi Phương Mộc nghe thấy tiếng cánh cửa sắt nặng nề mở ra, có người lao vào. Tiếp đến thì đôi tay Mã Khải ấn chặt vai cậu thả lỏng ra, cả cơ thể hắn cũng mềm nhũn rơi xuống bên cạnh Phương Mộc. Mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng cực độ Thái Vĩ, trong tay anh cầm côn của cảnh sát. Cậu không sao chứ? Thái Vĩ giơ tay ra kéo Phương Mộc đứng dậy. Phương Mộc loạng choạng, vội túm chặt lấy bàn. Sau khi thở dốc, cậu giơ tay ra sờ cổ mình, cảm thấy vô cùng là khó chịu, cúi người nôn khan mấy tiếng. Mã Khải thì đã bị mấy giám thị trại giam ấn chặt xuống dưới đất, đang bị còng cả tay chân. Phương Mộc đợi đến khi đôi chân không còn quá run rẩy, bèn ngồi xuống, nhặt đồ đạc rơi vãi trên đất một cách khó khăn, trò trong cặp sách. Đầu của Mã Khải mặc dù đã bị ấn xuống đất, nhưng hắn vẫn nhìn Phương Mộc với ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Phương Mộc không dám nhìn trực diện với hắn, cố gắng né tránh ánh mắt. Sau khi thu dọn xong đồ, bèn lảo đảo bước ra ngoài. Thái Vĩ vội vàng đến đỡ cậu, nhưng liền bị Phương Mộc hất tay ra. Tránh ra! Một giờ đồng hồ sau, trong một quán nhỏ ngoài cổng trường đại học gì, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc đang liên tục cúi đầu uống nước. Được rồi, vẫn còn giận tôi à? Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc. Phương Mộc thì vốn không định lấy, nhưng mà liếc nhìn thấy chữ Trung Hoa trên điếu thuốc nên vẫn đưa tay ra nhận. Thái Vĩ vội vàng châm thuốc cho cậu. Phải thế chứ, thôi đừng giận tôi nữa. Phương Mộc ngậm điếu thuốc ở trên miệng, lẩm bẩm một câu. Hình như là tôi không giận. Tôi đã phê bình nghiêm khắc cái cậu giám thị trại giam đó rồi. May mà cậu không bị làm sao, nếu không tôi quyết không tha cho cậu ta. Thái Vĩ vừa nhìn sắc mặt của Phương Mộc, vừa nói hẳn giọng. Sắc mặt của Phương Mộc thì có vẻ dịu đi đôi chút. Thực ra thì cái sự việc xảy ra lúc chiều, chính mình cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không phải vì cậu, mày không thể nào làm hại bất cứ ai được nữa, đã chọc giận Mã Khải, thì có lẽ là cậu vẫn có thể khống chế được cục diện lúc đó. Chỉ có điều là cứ nghĩ đến việc Thái Vĩ rời khỏi vị trí, hại mình suýt chút nữa mất mạng, Phương Mộc vẫn cảm thấy có cái gì đó không vui. Ăn một bữa thật là no say nào, tôi mời. Thái Vĩ gọi rất nhiều món, còn gọi thêm cả mấy chai bia. Uống mấy cốc bia, hai người bắt đầu nói nhiều hơn. Dường như là đã quên bẵng đi cái cảnh sợ hãi kinh hồn bạt vía lúc màn chiều vậy. Chú em à, nói thật nhá, tôi rất là không phục chú. Nếu mà không mà có chú, vụ án này không biết bao giờ mới phá được đây. Mặt Thái Vĩ hơi đỏ, nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu. Ồ, anh nói xem nào. Ví dụ là sao cậu thể phán đoán ra được dáng vẻ, nơi ở và hoàn cảnh gia đình của Mã Khải? Phương Mộc đặt cốc bia xuống bàn. Cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, anh đã đưa tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường và báo cáo phân tích kiểm tra. Sau đó chúng ta cùng đi đến một hiện trường, chính là hiện trường vụ ám sát Diêu Hiểu Dương và Đồng Hủy. Những thông tin đó cho tôi một ấn tượng hỗn loạn. Không có đối tượng phạm tội rõ ràng, không hề bỏ công sức lên kế hoạch phạm tội, không cố tình xóa dấu vết hiện trường. Thậm chí là cả con dao mổ bụng nạn nhân sau khi mà dùng xong cũng để luôn lại hiện trường. Những điều này khiến tôi cảm nhận thấy hung thủ có thể là sát thủ liên hoàn vô tổ chức, được nhắc đến trong chứng cứ hành vi học. Sát thủ liên hoàn vô tổ chức? Đúng thế, nó ngược lại với sát thủ liên hoàn có tổ chức. Đây là phương pháp phân loại Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa ra vào những năm 80. Cái mà gọi là sát thủ liên hoàn vô tổ chức thường chỉ những người biến thái, có trở ngại nghiêm trọng về tinh thần, do lý trí và mối quan hệ xã hội của họ đã bị thui chột hoặc là trì trệ. Hơn nữa, đã phần nào hoặc hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện thực.
Do đó, hiện trường gây án của họ thường có một số đặc điểm rõ nét. Ví dụ phạm tội thường do bột phát nhất thời, mục tiêu thì là những địa điểm quen thuộc. Hiện trường gây án thì lại tùy tiện và lộn xộn. Tại hiện trường có thể tìm thấy rất nhiều vật chứng. Và trong những vụ ám sát ung máu này, hiện trường đều xuất hiện đầy đủ những đặc điểm nêu trên. Thái Vĩ chăm chú lắng nghe. Nhưng chỉ dựa vào những cái điều này hình như là chưa đủ để phán đoán dáng vẻ và những thông tin về hung thủ thì phải. Đương nhiên là không thể rồi. Nhưng tôi muốn hỏi anh một câu. Không biết là anh đã từng trải nghiệm một việc này chưa? Sau khi mà anh nhìn thấy một người nào đó, anh liền nảy sinh thái độ yêu ghét với người đó. Ví dụ là anh lập tức cảm thấy thích hoặc là ghét người đó. Hơn nữa, sau một thời gian giao tiếp, lại phát hiện ra trực giác lúc ban đầu của mình là hoàn toàn chính xác. Cũng đã từng như vậy. Thái Vĩ nghĩ một lát, gật gật đầu. Anh biết tại sao xuất hiện hiện tượng này hay không? Tôi không biết. Thái Vĩ thật thà trả lời. Phương Mộc cười. Đó là bởi vì trước đây anh đã có từng gặp một người có dáng vẻ và tính cách giống như người này. Hơn nữa, người đó để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Cho nên sau khi anh gặp một người giống người đó, trong tiềm thức của anh liền áp những cái tính cách người đó lên con người này. Do đó sẽ lập tức nảy sinh cảm giác yêu hoặc ghét đối người này. Hơn nữa, đôi khi chúng ta có thể phát hiện ra kiểu trực giác có vẻ duy tâm này lại rất là chính xác. Điều này đã nói rõ vấn đề. Vấn đề gì cơ chứ? Có đôi khi là những người mà có tính cách giống nhau ấy cũng có dáng vẻ giống nhau nữa. Thái Vĩ nhíu mày. Cesar Lombroso, kẻ phạm tội bẩm sinh. Đúng vậy, trong phạm tội nhân luận, Cesare Lombroso đúng là đã tường thuật về lý luận kẻ phạm tội bẩm sinh, còn mạnh dạn tổng kết ra các kiểu tướng mạo của các loại tội phạm. Ví dụ là kẻ sát nhân thì thường có ánh mắt lạnh lùng, có mũi quạp diều hâu, hàm chắc khỏe, tai dài. Ví dụ là kẻ trộm cắp thường có ít tóc, trán hẹp, lông mày rậm và giao nhau. Rất nhiều người đã phê phán học thuyết của ông là chủ nghĩa duy tâm. Nhưng mà trở nên quên rằng Cesare Lombroso là một học giả tiêu biểu của chủ nghĩa thực chứng. Những kết luận của ông đều được thiết lập trên nền tảng nghiên cứu thực chứng hết sức là nghiêm ngặt. Mặc dù bị nghi là chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng mà tôi cảm thấy lý luận kẻ phạm tội bẩm sinh vẫn có tính khoa học nhất định. Ví dụ là khí hậu, dân tộc, văn hóa hay ẩm thực đều có ảnh hưởng tới phạm tội. Ví dụ thử xem nào. Lấy một ví dụ đơn giản nhá. Vợ chồng giống nhau, anh đã từng nghe nói hay chưa? Đương nhiên rồi. Một nam một nữ, trước khi kết hôn thì dáng vẻ mỗi người một khác, sau khi kết hôn thì ngày càng giống nhau. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là do hai người cùng chung sống, thói quen ăn uống và chế độ nghỉ ngơi giống nhau, cho nên sắc tố trên mặt cơ bản cũng giống nhau. Vì thế tạo cho người khác cảm giác càng ngày càng giống. Thái Vĩ gật gật đầu, có vẻ là đang suy ngẫm. Trở lại nói về Mã Khải. Tôi đoán Mã Khải rất là gầy. Một mặt vì hung thủ đã từng giằng co kịch liệt với những người phụ nữ bị hại. Mặt khác, bởi tôi cảm thấy con người này khi phạm tội biểu hiện ra một cái kiểu tâm trạng vô cùng lo lắng. Hơn nữa, loại tâm trạng lo lắng này chắc là có mối quan hệ việc thiếu máu hay trạng thái bất thường. Thử nghĩ xem, nếu một người sống trong cái tâm trạng lo lắng trong một khoảng thời gian khá là dài, chắc chắn là cái việc ăn uống của anh ta cũng không thể nào tốt được. Sẽ có những cái dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Cho nên anh ta có thể là một người gầy yếu. Và một người ngay cả việc ăn uống nghỉ ngơi còn không chăm lo được, thì việc vệ sinh cá nhân càng không thể chú ý đến. Cho nên tóc dài, rối và bẩn là đặc điểm rõ nét nhất. Hơn nữa, rất có thể là anh ta còn sống một mình. Bởi nếu anh ta sống cùng với người thân, họ sẽ khuyên nhủ, hướng dẫn anh ta để anh ta giảm bớt sự lo lắng, không đến nỗi cuối cùng ác hóa thành bệnh hoang tưởng. Thời gian phát bệnh của anh ta chẳng chỉ là mấy năm trở lại đây. Bởi vì nếu mà anh ta mắc phải cái kiểu tâm lý bệnh thái này từ trước, anh ta đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng mấy năm nay không hề xảy ra những vụ án tương tự như vậy. Phương Mộc cúi đầu uống nước rồi lại châm một điếu thuốc. Sát thủ liên hoàn vô tổ chức có một số tính cách đặc trưng tiêu biểu. Ví dụ là khả năng giao tiếp xã hội kém, tâm trạng lo lắng, không thể làm công việc mang tính kỹ thuật, thường là con út trong gia đình, sống độc thân,
hơn nữa thường sống gần khu vực hiện trường gây án, không quan tâm đến thông tin truyền thông. Cho nên tôi đoán hung thủ có thể sống ở khu vực gần hiện trường, mà khu Hồng Viên là khu phố cũ của thành phố chúng ta, rất ít căn hộ cao cấp. Hơn nữa là với cái trạng thái tinh thần của anh ta, không thể nào làm được công việc có thu nhập cao, cho nên kinh tế của anh ta không cho phép anh ta mua được căn hộ cao cấp. Sau đó, rất có thể là anh ta sống trong căn nhà bố mẹ anh ta để lại. Bố mẹ anh ta trước đây vốn là công nhân viên của cơ quan nhà nước. Vì hồi trước, chỉ có cơ quan nhà nước mới được hưởng phúc lợi phần nhà mà thôi. Phương Mộc gầy gầy tàn thuốc. Cho nên tổng kết những điều kể trên, hung thủ thì là người không quá 30 tuổi, rất là gầy, cầu thả, nhà gần hiện trường vụ án, là con cái trong gia đình công nhân viên chức nhà nước và bị trở ngại tinh thần nghiêm trọng. Thái Vĩ thì tròn mắt nhìn Phương Mộc, mãi lâu sau mới định thần lại được. Ôi trời, cậu nói trúng hết. Đâu có chứ, Phương Mộc thoáng mỉm cười. Lúc đầu thì tôi đã phán đoán sai mối quan hệ giữa phạm tội và máu. Tôi cứ tưởng cái sự lo lắng về máu của anh ta bắt nguồn từ thời tiết. Đúng rồi, Thái Vĩ ngẫm nghĩ một lát. Tôi nhớ, hôm đấy thì cậu nói là có thể là hung thủ mặc một chiếc áo khoác dày. Đúng vậy, vụ án đầu tiên thì xảy ra vào lúc mùa đông vừa trôi qua. Tôi cứ tưởng là anh ta chắc sợ máu bị đông lại, nên có thể có những hành động để giữ nhiệt, ví dụ như mặc một chiếc áo khoác dày. Sau đó thì khi nhìn thấy hiện trường đồng hủy bị giết, tôi mới nhận ra đó có thể là xuất phát từ cái sự hoang tưởng về việc thiếu máu trong chính cơ thể của anh ta. Thấy cái nét mặt của Thái Vĩ rất là kính nể, Phương Mộc bật cười và nói: tôi cũng không siêu phàm như anh tưởng. Đối với cái vụ án này nhá, tôi có rất nhiều chỗ không hiểu. Ví dụ là chọn đối tượng gây án thế nào, tại sao lại phải mổ bụng, sao lại phải uống trộn lẫn máu với những thứ khác, rồi tại sao lại đưa hộp đồng hủy rời khỏi hiện trường đầu tiên. Có rất nhiều nghi vấn. Ồ, Thái Vĩ giờ mới nhận ra. Cho nên cái khi mà trò chuyện cùng Mã Khải, cậu đã hỏi hắn ta những câu hỏi này. Đúng vậy. Nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng, Thái Vĩ nhìn Phương Mộc với một vẻ đầy suy tư. Chú em, sau này muốn trở thành nhà học gia ngành tội phạm hay không nào? Phương Mộc ngẩn người. Không, tôi chưa giờ nghĩ nhiều đến vậy. Vậy sao cậu? Thái Vĩ thì cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi anh đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Sao lại có hứng thú với những thứ này đến như vậy? Phương Mộc trầm nét mặt, một lúc sau thì mới chậm rãi trả lời. Tôi cũng không biết nữa. Họ ra khỏi quán ăn, Thái Vĩ uống đã ngà ngà say rồi, vỗ vai Phương Mộc. Chú em, chú đã giúp anh một việc rất là lớn. Muốn có phần thưởng gì, cứ nói nha. Phương Mộc cười lắc đầu. Không cần đâu. Không, nhất định là phải cần. Thái Vĩ thơ hồn hề nói. Thưởng vật chất, hay là viết một bức thư biểu dương cho trường cậu? Anh có vẻ nghĩ ngợi lắc đầu nói. Sợ rằng là cũng không cần tôi viết chứ. Phương Mộc định hỏi tại sao, Thái Vĩ lại vỗ mạnh vào lưng cậu. Mẹ nó chứ, sở không cho cậu phần thưởng, tôi cho. Sinh viên các cậu cần những gì nào? Anh gãi gãi đầu, bộ dạng trông như đang vắt óc suy nghĩ một vấn đề đầy nan giải. Thôi, tôi thực sự không cần mà. Phương Mộc thì liên tục xua xua tay, nhìn thấy Thái Vĩ đã rút ví tiền ra, cậu tối sầm mặt. Thái Vĩ, chúng ta có được coi như là bạn bè không vậy? Thái Vĩ gật đầu quả quyết. Nếu như thực sự coi tôi là bạn, thì đừng có làm thế. Thái Vĩ đập đập vào gáy, nghĩ hồi lâu, có vẻ như đã hạ quyết tâm. Rút khẩu súng dắt ở thắt lưng ra, lấy ra một viên đạn và đưa cho Phương Mộc. Anh làm gì vậy? Phương Mộc kinh ngạc hỏi lại. Đối với những người cảnh sát chúng tôi, người bạn thân nhất chính là súng của mình. Anh trịnh trọng đặt viên đạn vào trong tay Phương Mộc, rồi nắm chặt lấy tay Phương Mộc. Tôi không thể nào đưa súng cho cậu, tặng cậu một viên đạn làm kỷ niệm. Phương Mộc nghĩ thầm. Anh à, anh không thấy rất xui xẻo sao? Sao lại nghe có vẻ như tặng cậu một hạt lạc để nếm thử vậy chứ? Nhưng cậu vẫn cẩn thận đút viên đạn vào túi áo, sau đó vẫy vẫy tay với Thái Vĩ. Tôi về đây, anh hãy lái xe cẩn thận nhé. Phương Mộc quay người, mới đi được mấy bước, Thái Vĩ đã ồ lên một tiếng.
Phương Mộc quay đầu lại nhìn Thái Vĩ. Thái Vĩ nhìn cậu đầy thăm dò, nói rất là trịnh trọng. Phương Mộc, cậu đã bao giờ suy nghĩ là tương lai có làm cảnh sát không chứ? Chưa từng, Phương Mộc kiên quyết nói, sau đó bước đi luôn. Thái Vĩ đầy cụt hứng, bực bội mở cửa xe, lên xe khởi động máy. Nhìn thấy 5 điều cấm lệnh treo trước gương trong xe, thầm cầu khẩn chớ có gặp phải cảnh sát an ninh. Phương Mộc thì không quay về ký túc xá mà đi đến trạm xe buýt cạnh cổng trường. Cậu trốn phía sau tấm biển, nhìn thấy chiếc xe Jeep của Thái Vĩ đi xa mới bước lên xe buýt tuyến 315. Khi mà xe đi đến đường Trường Sinh, Phương Mộc xuống xe đi một đoạn về phía Bắc thì đến phố Diên Thọ, là khu chuyên kinh doanh những đồ ma chay trong thành phố Di. 20 phút sau, Phương Mộc xách một túi đen căng phồng bước lên xe buýt trở về trường học. 1 giờ đêm ở trên sân thượng. Bầu trời đêm thật là tuyệt, gió thổi nhẹ nhẹ mơn man, như thể có người đang thì thầm tâm sự. Ở góc phía bắc của thần thượng có một đống cát, trong đó trộn lẫn rất nhiều tàn giấy màu đen. Phương Mộc cúi người mở chiếc túi đen, lấy ra từng cái bó tiền âm phủ, tách ra và châm bật lửa đốt. Một ngọn lửa nhỏ nhỏ lặng lẽ rực cháy trên tầng thượng giữa bầu trời đêm. Sân trường giữa đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch lạ thường. Hầu hết mọi người đều đã dạo chơi trong giấc mơ ngọt ngào hoặc là một cơn ác mộng kinh hoàng. Còn những người du ngoạn giữa đêm khuya, dù là người hay ma, đều không thể nhìn thấy buổi tế lễ kỳ quái trên trần thượng dãy B khu 5, Nam Phạm của trường đại học gì. Cho dù đây không phải lần đầu tiên. Phương Mộc châm một điếu thuốc, hút mấy hơi, đặt lên viên gạch bên cạnh. Rồi cậu lại châm thêm một điếu nữa, đặt lên miệng, hít một hơi thật sâu. Sau đó từ từ thở ra. Đám khói thuốc lờn vẩn quanh đống lửa như một làn sương mềm mại, chỉ lát sau thì đã tan biến vào bóng đêm. Lão Tứ, Vương Kiện, các cậu ổn cả chứ? Cả em nữa, Trần Hy. Nước mắt trào ra khỏi khoang mắt của Phương Mộc. Tôi lại bắt được một con ác quỷ, các bạn chắc mừng cho tôi lắm chứ? Đây là tên thứ mấy rồi nhỉ? Thứ 6 thì phải. Hắn rất là tàn nhẫn, sau khi giết hại những người phụ nữ đó còn uống máu của họ nữa. Tôi đã làm rất tốt, đã bắt được hắn trước khi hắn định ra tay giết hại cô gái cuối cùng. Hắn không thể nào giết người được nữa, hắn sẽ phải xuống địa ngục. Tôi sẽ không còn phải không kịp nữa, cơn ác mộng đó đã quá đủ rồi. Phương Mộc vừa khơi đám lửa vừa thì thầm một mình. Ánh lửa soi rọi khuôn mặt trắng bệch của cậu, nét mặt trông giống như đang rơi vào cõi hư ảo vậy. Những giọt nước mắt to tròn liên tục rơi vào khóe miệng, cậu thì cũng không lau, mặc cho chúng thi nhau rơi xuống đất. Một cơn gió thổi tới làm tung bay tàn giấy, chúng nhẹ nhàng bám vào mặt của Phương Mộc. Phương Mộc giơ tay lên phủi nhưng lại làm cho bàn tay đen nhẻm. Thiết nghĩ khuôn mặt mình cũng chẳng khá hơn gì. Cậu khẽ mỉm cười. Có phải em không Trần Hy? Trở về phòng thì Phương Mộc cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng cậu lại nhẹ nhõm vô cùng. Mỗi lần một tế lễ những người đã khuất, Phương Mộc đều có cảm giác như vậy. Như thể gánh nặng trên đôi vai lại giảm đi chút ít. Phương Mộc ngồi trước bàn, ánh mắt mông lung, ngoài cửa sổ thì là ánh trăng đầy lạnh lẽo. Thứ ánh sáng đó như thể có nét đặc trưng riêng, nhẹ nhàng mềm mại, che phủ lên khắp cơ thể của Phương Mộc. Có cơn gió lạnh ùa vào, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt của cậu. Thật là dễ chịu, ngay cả cơ thể cũng như là bị cơn gió xuyên qua trở nên trong suốt vậy. Phương Mộc tựa đầu vào tay vịn ghế, mí mắt càng lúc càng chịu xuống. Mấy phút sau, Phương Mộc chợt bừng tỉnh giấc. Đỗ Ninh trên giường đối diện đang nói mê. Món sườn ở nhà ăn B thì vẫn ngon hơn. Phương Mộc day day thái dương, cúi người xuống bật vi tính. Tiếng động cơ máy châm đục vang lên. Mấy chục giây sau, cậu mở file có tên là Mã Khải ở trong ổ cứng. Do bị màn hình phản quang, sắc mặt Phương Mộc có chút màu xanh lam. Ánh mắt cũng lại trở nên lạnh lùng, mệt mỏi và vô cùng sắc bén. Và cái phần này đến đây lại hết mất rồi. Siêu dài đúng không nào? Mình đọc thấy rất là mệt. Và thật sự là chúng ta đã hơi sai lầm. Mình không đọc trước nhá. Đọc đến đâu thì mình cũng mới biết tình tiết đến đấy với anh em thôi. Chúng ta đã hơi sai lầm khi bắt đầu cái cuốn đề thi đẫm máu này. Vì hình như là phần trước nó có phần trước nữa liên quan đến thằng Phương Mộc này. Chính vì thế mà có những cái đoạn nhá,
hoặc là người ta chưa hé mở. Như cái đoạn tế lễ trên sân thượng rồi đốt vàng mã trên sân thượng thì bảo bắt được 6 con ác quỷ. Chúng ta không biết là ai cả. Nếu bạn nào biết thì có thể spoil một tí trong phần bình luận nhé. Có thể là trong phần trước đã xảy ra một cái chuyện gì đấy, đã chết một vài người bạn mà chúng ta không biết, hoặc là những cái bí ẩn đấy sẽ được hé mở trong tương lai. Hãy cùng mình đón xem tiếp nhé. Và với video này thì cũng đừng quên like và share nếu bạn thích. Chân anh cảm ơn anh em.